Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Giga Digital. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc loa nhỏ nhưng mồm rất to. Chính là em loa Bluetooth mini của Xiaomi này. Bắt đầu ngay thôi nào. Hộp sản phẩm này thì được đóng gói khá là đơn giản. Chỉ gồm loa và một tờ hướng dẫn sử dụng. Để bắt đầu sử dụng, ta nhấn giữ nút nguồn. Khi có âm thanh vang lên, tức là thiết bị đã được bật. Lúc này thì đèn trên loa đang nhấp nháy, báo thiết bị đang chờ kết nối. Ta mở Bluetooth điện thoại lên, quét tìm thiết bị xung quanh, nhấn vào Mi Portable Speaker để kết nối. Như vậy là đã kết nối thành công với điện thoại. Bây giờ thì tận hưởng âm nhạc thôi. Loa còn được trang bị trợ lý ảo CLI, tuy nhiên thì chỉ hỗ trợ điều khiển bằng tiếng Trung thôi nhé. Ngoài ra thì mình còn có thể trả lời cuộc gọi điện thoại trực tiếp bằng nút nhấn này khi sử dụng loa mà không cần đến điện thoại. Alo. Alo. Bạn gọi nhà không? Anh đang ở đâu đấy? Tối gặp nhá. Ok anh ơi. Và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn anh em sử dụng em loa Bluetooth mini của Xiaomi này. Anh em có bất cứ thắc mắc nào hãy comment xuống bên dưới video, mình sẽ giải đáp. Đừng quên để lại một like, một subscribe cho Giga Digital. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.